Kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đang xem video ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng với các bạn sẽ cùng nhau chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 17. Trong cuốn sách Đề kiểm tra toán 1 học kỳ 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Đề ngày hôm nay chúng mình sẽ bao gồm có 2 phần. Phần 1 là phần trắc nghiệm và phần số 2 là phần tự luận. Chúng ta cùng nhau đến với phần số 1, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1, số 75 gồm, ở đây các con thấy một số có hai chữ số thì đầu tiên sẽ là hàng chục, thế đó sẽ là đơn vị. Vậy thì ở đây nhìn vào đây các con thấy số 75 sẽ gồm 7 chục và 5 đơn vị. Đáp án chính xác là đáp án C. Các bạn khoanh tròn đáp án C. Chúng mình cùng nhau chuyển sang câu số 2. Câu số 2, các số 13, 42, 33, 14 được viết theo thứ tự tăng dần là, ở đây tăng dần các con nhớ cho cô. Lưu ý là tăng dần là mình sẽ viết từ bé đến lớn, số nào bé nhất thì mình viết trước, sau dần dần mình sẽ viết đến số cuối cùng là số lớn nhất ở trong dãy số. Chúng mình cùng nhau so sánh chữ số hàng chục của các số với nhau. Đầu tiên cô có tia số từ 0 đến 9. Số 13 có chữ số hàng chục là 1, viết dưới số 1. Sau đó là số 42 có chữ số hàng chục là 4, có viết dưới số 4. Số 33 có chữ số hàng chục là 3, có viết ở dưới số 3. Cuối cùng là số 14 có chữ số hàng chục là, có chữ số hàng chục là 1, có viết dưới số 1. Vậy thì ở đây các con thấy số 13 và số 14 có cùng chữ số hàng chục là 1. Vậy chúng ta sẽ so sánh chữ số hàng đơn vị. Thì mình sẽ thấy số 3 có chữ số hàng đơn vị là 3. Số 4 có chữ số hàng đơn vị là 4. Nên 13 sẽ đứng trước 14. Và viết theo thứ tự tăng dần mình sẽ viết từ số nào ở trước mình là số bé nhất. Vậy thì mình thấy số 13 là số bé nhất. Vậy thì mình có 13. Rồi đến 14, 33. Và cuối cùng là số 42. So sánh với đáp án, chúng ta thấy đáp án A là trùng khớp với đáp án mình vừa viết ra. Vậy đáp án A chính là đáp án chính xác. Các bạn khoanh tròn đáp án A giúp cô. Chúng mình chuyển sang câu số 3. Trong bảng các số từ 1 đến 100, số đứng trước số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là. Đầu tiên ở đây có hai điều mình cần lưu ý. Số đứng trước, đầu tiên là số đứng trước của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Vậy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là bao nhiêu? Chúng mình nhớ cho cô số lớn nhất là số 99, nhưng 99 giống nhau rồi. Vậy thì số 98 sẽ là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Vậy trước, đứng trước số 98 sẽ là số 97. Chính xác. Đáp án A. Chúng mình khoanh tròn đáp án A giúp cô. Cô cùng các con sẽ chuyển sang câu số 4. Câu số 4. Nam có một sợi cước dài khoảng 55 cm và An có một sợi cước dài khoảng 44 cm. Hai bạn làm một chiếc cần câu cá nên đã nối hai sợi cước lại để làm dây câu. Vậy dây câu của hai bạn làm dài khoảng bao nhiêu? Vậy thì ở đây các con thấy đây chính là một sợi dây. Chúng ta tưởng tượng đây là sợi dây là của An là 44 cm và sợi dây của Nam là 55 cm. Vậy thì chúng mình muốn tìm xem cái sợi dây câu mà hai bạn làm được dài khoảng bao nhiêu thì chúng mình sẽ phải cộng độ dài của hai sợi dây cước các bạn nối lại với nhau là 44 cộng 55. Các con tính ra nháp cho cô. 44 cộng 55. Chúng mình đặt cột dọc và thực hiện phép tính từ phải qua trái. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. Vậy đáp án là 99. Các con nhớ đừng quên đơn vị đo là cm. Đáp án C, 99 cm. Chúng ta đến với câu số 5. Các bạn trong xóm hẹn Nam 4 giờ chiều đi thả diều ở cánh đồng đầu làng.
Nam đến muộn mất 1 giờ. Vậy Nam đã đến chỗ cánh đồng đầu làng lúc mấy giờ? Vậy thì ở đây các bạn đã hẹn nhau lúc 4 giờ. 4 giờ chiều. Và bạn Nam đến muộn mất 1 giờ. Đến muộn mất 1 giờ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy 4 giờ chiều các bạn đã hẹn nhau rồi, nhưng bạn Nam đến muộn mất 1 giờ. Chúng mình muốn tìm được xem bạn Nam đến chỗ cánh đồng lúc mấy giờ, chúng ta sẽ lấy 4 giờ ban đầu cộng với 1 giờ mà bạn Nam đã đi muộn sẽ bằng 5, đáp án là 5 giờ, đáp án C. Đến với câu số 6, hình bên có, chúng ta cần đếm xem hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác. Để đếm được chúng ta cần xác định cho cô ở đây đâu là hình vuông, đâu là hình tam giác. Vậy các con cùng nhau đếm với cô xem hình vuông sẽ là những hình nào. Cách đếm của hình vuông, mình sẽ đếm những hình đơn lẻ trước, sau đó mình sẽ ghép những hình bé lại thành những hình vuông lớn hơn. Bây giờ cô với các con cùng đi đếm. 1. Các con thấy hai hình tam giác này tạo thành một hình vuông là hình số 2. Vậy thì cô đếm được hai hình vuông đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình cùng thử chuyển sang đếm hình tam giác xem có bao nhiêu hình tam giác. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Chúng ta có 7 hình tam giác và 2 hình vuông. Đáp án chính xác là đáp án D. Các bạn khoanh tròn đáp án D. Chúng mình đã cùng nhau làm xong phần 1, phần trắc nghiệm. Cô cùng với các con sẽ chuyển sang phần số 2, phần tự luận. Đọc yêu cầu bài 1. Bài 1, số A 71 viết là. Vậy thì số 71 chúng ta viết 7, chúng ta viết số 7. 71, 1 chính là số 1. Vậy chúng mình viết là số 71 gồm số 7 đứng trước, số 1 viết sau. Câu B. Số nào đó mình cần điền vào ô trống này gồm 3 đơn vị và 5 trục. Vậy trục trước, trong một số thì trục trước rồi đơn vị ở sau. Mà số đã cho là 5 trục, mình viết số 5 bên trên trục này. 3 đơn vị, số 3 mình viết trên chữ đơn vị này, mình được số 53. Con viết số 53 vào ô chấm. Đến với câu C. Hôm nay là thứ 2 ngày 11 tháng 5. Thứ 3 tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5? Để làm được bài này các con nhớ cho cô. Một tuần lễ sẽ bằng 7 ngày. Và sau một tuần lễ nó sẽ quay lại đúng thứ đó. Ví dụ hôm nay là thứ 2 thì một tuần lễ sau ngày đó cũng là thứ 2. Vậy ở đây cô sẽ có bảng như sau: từ thứ 2 đến chủ nhật. Hôm nay là thứ 2 ngày 11 tháng 5. Ở đây cô sẽ có ngày 11 tháng 5. Vậy người ta hỏi là thứ 3 tuần sau sẽ là ngày bao nhiêu. Vậy đây là một tuần đầu tiên, cô sẽ kẻ ngang một cái. Vậy tuần thứ 2 mình sẽ sang một tuần mới rồi. Vậy mình sẽ tính xem là thứ 2 tuần sau là ngày bao nhiêu, rồi mình sẽ thêm một đơn vị nữa là sẽ tìm được ngày thứ 3. Cô với các con sẽ cùng tính xem thứ 2 tuần sau sẽ là ngày bao nhiêu. Vậy thì ở đây thứ 2 là ngày 11 rồi, thứ 2 tuần này là ngày 11. Cô sẽ lấy 11 cộng với 7 sẽ ra thứ 2 tuần sau. Các con thực hiện phép tính từ phải qua trái. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 1 hạ 1, viết 1. Vậy thì thứ 2 tuần sau sẽ là ngày 18 tháng 5. Nhưng mà ở đây đề bài yêu cầu mình tìm thứ 3 tuần sau. Vậy thứ 2 là ngày 18, thứ 3 mình sẽ đếm thêm một đơn vị nữa, sẽ 18 đến 19. Thứ 3 là ngày 19. Đáp án sẽ là 19, viết số 19. Câu D. Số tròn trục lớn nhất có hai chữ số là. Số tròn trục là số có thân cùng bằng 0. Vậy số tròn trục lớn nhất có hai chữ số là 90 đúng không nhỉ? Chúng mình viết số 90 vào ô trống giúp cô. Chúng mình cùng đến với bài số 2. Đặt tính rồi tính. Cách làm bài này chúng ta sẽ đặt tính cột dọc trước và tính kết quả của phép tính sau. Vậy thì khi đặt tính, chúng mình cần lưu ý cho cô đặt thẳng hàng, thẳng cột với nhau. Các con nhớ chuẩn bị cho cô một chiếc cốc kẻ. Và khi thực hiện phép tính, chúng mình sẽ thực hiện từ phải qua trái. Cô sẽ và các con sẽ làm câu đầu tiên.
34 cộng 14, chúng ta viết số 34 trước. Số 14 viết thẳng hàng, đặt dấu cộng ở giữa, kẻ ngang. Thực hiện từ phải qua trái. 4 cộng 4 bằng 8, viết 8. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Mình được số 48. Đến với phép tính thứ 2, 25 trừ 3. Chúng mình sẽ viết số 25 trước. Số 3 cô sẽ đặt thẳng số 5. Bởi vì số 3 là số có một chữ số và đây là hàng đơn vị, sẽ đặt thẳng hàng với hàng đơn vị. Chúng mình đặt dấu trừ ở giữa và bắt đầu tính cho cô. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 2 hạ 2, viết 2. Mình đã thực hiện xong phép tính số 2. Chúng ta chuyển sang phép tính số 3. Phép tính số 3 là 75 trừ 32. Chúng mình viết số 75 trước tiên. Số 32 các con viết thẳng hàng, đặt dấu trừ ở giữa. Và chúng mình cùng tính cho cô phép tính này. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. Vậy thì chúng ta đã đặt tính rồi, tính xong phép tính thứ 3 rồi. Chúng mình cùng nhau đến với phép tính cuối cùng của bài số 2. 21 cộng 8. Cô cùng các con sẽ viết số 21 trước tiên. Số 8 thẳng số 1, đặt dấu cộng ở giữa. Chúng mình thực hiện cho cô từ phải qua trái. Đầu tiên, 1 cộng 8 bằng 9, viết 9. 2 hạ 2, viết 2. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Cô cùng với các con sang bài số 3. Bài số 3 yêu cầu chúng mình tính. Cách làm bài này rất là đơn giản. Chúng mình sẽ thực hiện phép tính từ trái qua phải. Câu đầu tiên, 21 cộng 31 trừ 11. Ở đây cô có 21 cộng 31 tính trước tiên. Chúng mình viết ra nhát, đặt tính cho cô. 21, 31. Các con nhớ đặt thẳng hàng, cộng và bằng. Mình tính cho cô. 1 cộng 1 bằng 2, viết 2. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. Vậy 21 cộng 31 bằng 52. 52 sẽ trừ đi 11. Vì đây là nhát, cô sẽ viết số 11 thẳng số 52 luôn. Đặt dấu trừ. Các bạn cùng thực hiện với cô. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. Vậy kết quả cuối cùng của phép tính này là 41. Các con viết số 41 vào ô trống giúp cô. Đến với phép tính số 2, 68 trừ 42 trừ 24. Ở đây chúng mình cũng làm tương tự, thực hiện từ trái qua phải. 68 trừ 42. Các con thực hiện phép tính cho cô. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2. Vậy kết quả được 26, các con viết bên dưới. Lại trừ đi 24, con viết số 24 thẳng hàng với 26, đặt dấu trừ ra giữa. Và chúng mình cùng nhau thực hiện phép tính. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2. 2 trừ 2 bằng 0. Vậy thì 26 trừ 24 sẽ bằng 2. Đáp án cuối cùng là 2, các con viết số 2. Đến với câu số 3, 76cm trừ 16cm cộng 20cm bằng bao nhiêu? Chúng mình cũng thực hiện từ trái qua phải. 76cm trừ 16cm. Mình viết ra nhé. 76 trừ 16. Trừ 6 bằng 0, viết 0. 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. Vậy ở đây sẽ là 60 cm cộng với 20 cm, chúng mình tính nhầm cho cô. 60 chính là 60 cộng 20 là 20. Vậy thì 60 cộng 20 bằng 80. Đáp án là 80 cm. Câu cuối cùng, 45 cộng 24 trừ 3. Chúng mình cũng thực hiện từ trái qua phải. 45 cộng 24 trước. Và còn cùng tính với nhá với cô. 45 cộng với 24. Thực hiện từ phải qua trái. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6.
Vậy thì chúng mình được số 69. Lại trừ đi 3, các con đặt số 3 thẳng với số 9 bởi vì đây là hàng đơn vị, các hàng sẽ phải thẳng với nhau và đặt dấu trừ ở giữa. Mình thực hiện phép tính 9 trừ 3 bằng 6, viết 6, 6 hạ 6 và kết quả bằng 66, các con điền vào ô trống giúp cô. Cô cùng với các con sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4. Lớp Nam có 29 học sinh, sáng nay cả lớp đi tham quan sở thú. Lúc Nam đến, thấy có 7 bạn đã đến, hỏi lớp Nam còn bao nhiêu bạn chưa đến. Vậy thì ở đây chúng mình đã thấy lớp Nam có 29 bạn tất cả. Và sáng nay được đi tham quan nên lúc Nam đến, thấy có 7 bạn đã đến. Vậy hỏi lớp Nam có còn bao nhiêu bạn chưa đến. Vậy thì chúng mình đã biết có 7 bạn đã đến ở đây rồi. Tính cả Nam nữa sẽ là 7 cộng 1 bằng 8. Ở đây sẽ có tất cả là 8 bạn đã đến trước rồi. Chúng mình muốn tìm xem còn bao nhiêu bạn chưa đến nữa. Chúng ta sẽ lấy tổng số học sinh của cả lớp trừ đi cho 8 bạn. Chúng mình sẽ lấy 29 trừ 8 và bằng, các con tính ra nhé giúp cô. 29 trừ 8 bằng, từ thực hiện phép tính từ phải qua trái, 9 trừ 8 bằng 1, viết 1, 2 hạ 2. Đáp án chính xác là 21, các con viết số 21 vào ô trống. Vậy lớp Nam còn 21 bạn chưa đến, viết số 21. Buổi ngày hôm nay cô cùng với các con đã làm xong đề kiểm tra của kỳ số 17. Cô hy vọng các con sẽ ôn bài và làm bài lại thêm một lần nữa để nắm chắc thêm kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Cô chúc các con có một kỳ thi thật tốt, đạt điểm thật cao. Hy vọng và hẹn gặp lại các con ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.